Dạ vâng, Alun Audio xin được gửi lời mến chào tới toàn thể các bác. Vâng, kính thưa các bác thân mến, và một clip tiếp theo trong buổi sáng hôm nay, em xin được trân trọng kính mời các bác cùng anh em sẽ đón xem và tham khảo cách chúng ta bảo dưỡng gân loan như thế nào để cho đúng, cho đẹp các bác nhé. Và cũng xin được chia sẻ tới các bác cùng anh em. Em rất là vinh dự được anh Triệu có địa chỉ tại Tiền Hải Thái Bình ủng hộ đôi loa Martin Audio hàng bãi xịn bát 40, thương hiệu nổi tiếng đến từ đất nước Anh Quốc. Dòng sản phẩm sử dụng bát 40 từ neo và là dòng leo bi cao cấp, dòng thép trắng, sử dụng thùng gỗ sơn sần bóng màu đen, tép BMC các bác nhé. Và dòng này có tiếng ca rất là hay, nghe nhạc tiếng bát đánh mềm sâu, ấm tiếng. Và anh Triệu có một lời nhờ, đây là anh Triệu có địa chỉ tại tỉnh Thái Bình các bác nhé. Có một lời nhờ cửa hàng, đó là anh mua một hộp keo bảo dưỡng có giá 190.000 đồng và nói rằng là em sẽ bảo dưỡng giúp anh vì là anh bảo dưỡng nó không quen, sợ là không được đẹp, không được chi tiết. Thì các bác thân mến nhé, video là em sẽ cắt và em sẽ làm 3 lần, các bác lưu ý nhé, em sẽ bảo dưỡng cho anh Triệu 3 lần để hết hộp keo thôi. Một đôi 40 này các bác nhé, em sẽ bảo dưỡng lần 1 và em sẽ bảo dưỡng lần 2, sau đó em sẽ bảo dưỡng lần 3. Các bác sẽ cùng xem điểm khác biệt khi có keo bảo dưỡng và không có keo các bác nhé. Đây ạ, các bác nhìn video đầu tiên. Đây ạ, ok chưa? Và các bác sẽ cùng tham khảo nhé. Em sẽ bắt đầu làm công việc bảo dưỡng gân loa. Các bác thân mến, là khi chúng ta bảo dưỡng gân loa thì các bác hãy để ý xem là bên gân này nó có cái bụi bặm gì không các bác nhé. Nếu có chúng ta có thể quét đi. Đấy, tương đối là sạch. Các bác nhìn này, thì nó chưa có nhá. Các bác của anh em thân mến, là với tất cả những cái dòng loa, tất cả những dòng loa gân vải tẩm dầu lụa thì chúng ta lên bảo dưỡng gân loa để cho gân có độ bền cao hơn, gân mềm hơn và tiếng bát đánh nó sẽ mềm hơn các bác nhá. Tiếng bát đánh sẽ mềm hơn. Và xin mời để các bác sẽ cùng tham khảo. Em sẽ làm rất là bình tĩnh thôi nhá, làm bình tĩnh thôi. Hãy quét chậm để cho nó thật đẹp các bác nhá. Chúng ta quét hết gân. Đây là lần 1 các bác nhá. Em sẽ quét 3 lần, bảo dưỡng 3 lần cho đôi loa Martin Audio này. Bát 40 mã số là F15 cộng các bác nhá. Các bác thân mến, là keo khi chúng ta quét nó sẽ có màu trắng, khi khô nó sẽ có màu đen tuyền ánh và rất đẹp. Và đặc biệt chúng ta sẽ cảm nhận cái gân loa nó mềm hơn rất là nhiều. Em sẽ cắt và để 3 lần quét bảo dưỡng ở trong một video luôn. Các bác sẽ cùng xem. Đây là lần đầu. Em sẽ cố gắng làm thật đẹp cho các bác của anh em tham khảo. Cố gắng làm thật đẹp. Còn em thì cũng không phải là người chuyên quét cái này các bạn. Có rất nhiều các bác khách hàng sáng tạo về cắt một cái gì đó nó vừa mới lại cái viền loa này, các bác úp xuống các bác quét rất là táo bạo luôn. Được. Cũng là một cái đột phá các bác nhá. Em sẽ quét qua một lần rồi sau đó em sẽ tỉa thật là đẹp các bác nhá. Các bác cứ yên chí. Nếu mà đôi loa này bảo dưỡng 3 lần, em khẳng định với toàn thể các bác là đen ánh luôn. Đen ánh lạnh. Và đặc biệt là tiếng bát nó đánh mềm lắm. Ở cuối video các bác nhá, em sẽ test một chiếc có keo và một chiếc không keo. Các bác của anh em đeo tai phone để cảm nhận giúp cho em nhé. Và có đánh giá, hãy đánh giá ý kiến của bản thân mình. Bỏ ra 190.000 để loa có độ bền cao hơn, chất âm hay hơn, có lên hay không các bác nhé. Lần đầu tiên các bạn thì gân nó khô này thì nó tốn thôi, còn lần thứ hai nó không hề tốn đâu các bác nhá. Quá đẹp luôn. Em sẽ làm thật là cẩn thận cho các bác của anh em tham khảo nhá. Đây là lần 1 các bạn. Và thưa các bác thân mến, là có nhiều các bác của anh em là hỏi là có lên quét vào màng hay không. Các bác thân mến nhá, nếu có điều kiện quét màng thì tốt quá thôi, không sao cả các bạn. Nhưng theo em là chúng ta chỉ bảo dưỡng gân thôi các bạn. Và
cái công ty sản xuất cái keo này người ta nói là keo bảo dưỡng gân loa, chứ người ta không hề nói là keo bảo dưỡng màng loa các bác nhá. Vậy chúng ta lên bảo dưỡng gân thôi, chỉ gân thôi các bác nhá. Và khi các bác quét xong, các bác hãy đợi chờ tầm khoảng 3 tiếng để keo khô và chúng ta sẽ nhận kết quả. Rất là cầu kỳ đúng không bác? Để nó đẹp thì chúng ta phải mất nhiều thời gian. Hãy quét thật đẹp để chúng ta có một cái sản phẩm ưng ý các bác nhá. Bảo dưỡng gân loa Martin lần 1. Đây là đời F15 cộng các bác nhá, bát 40. Giá 14.800.000 đồng một đôi. Cộng với hộp keo 190.000 gọi là 15 triệu. Em chỉ quét hộ thôi. Ok. Báo cáo các bác của anh em đã bảo dưỡng xong lần đầu tiên các bác nhá. Lần đầu tiên. Vâng ạ, và nếu gặp trường hợp mà không may nó ngoen ra một tí thì đơn giản các bác nhá. Để khô cũng được hoặc các bác lau đi cho đẹp cũng được các bác nhá. Đây ạ. Chúng ta có thể lau đi cũng được các bạn. Đấy, không sao cả, lau đi đơn giản thôi các bác nhé. Hoặc để cũng được, chả làm sao. Ok, báo cáo toàn thể các bác là hiện tại là mấy giờ nhỉ? Hiện tại bây giờ là hơn 9 giờ sáng các bác nhé. Hơn 9 giờ sáng để em xem chính xác là 9 giờ bao nhiêu. Này các bác nhá, em bảo dưỡng lần đầu tiên là 9:38 đúng không ạ, trong buổi sáng thứ bảy ngày 11 tháng 7. Ok đấy, và các bác sẽ cùng xem sau ít giờ đồng hồ nữa các bác nhá, nó sẽ như thế nào. Ok, em sẽ làm tiếp trước bên trái này các bác nhá. Rồi ạ.